Đám cưới hai nhà sát phách độc đáo với cổng chào giống hệt nhau. lướt nhanh cứ tưởng ảnh Photoshop. Công nhận là nhà trai, nhà gái đều lầy như nhau. Làm hai cái cổng cưới y chang như thế này. Một bình luận của cư dân mạng. Những câu chuyện tình, nhà nàng ở cạnh nhà tôi vốn đã không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng. Rồi đến khi làm đám cưới hàng xóm con chẳng biết nên rẽ trái hay rẽ phải, ăn cổ nhà cô dâu hay ăn cổ nhà chú rể nữa giống như hình ảnh một đám cưới mới được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhà trai và nhà gái sát vách nhau, thậm chí còn trưng rạp cưới cùng một kiểu mới ấn tượng chứ. Cặp đôi hàng xóm trang trí rạp cưới giống hệt nhau, xuất hiện trên mạng xã hội mới đây là hình ảnh hai chiếc cổng chào đám cưới được trang trí với phong cách giống hệt nhau của hai căn nhà sát vách. Theo chia sẻ từ chủ nhân bài đăng thì đây là một đám cưới diễn ra tại Yên Bái, cô dâu chủ rể vốn là hàng xóm của nhau. Chuyện các cô nàng chọn ngay anh hàng xóm làm chồng đỡ vài chịu cạnh lấy chồng xa đã nhiều lần được chia sẻ trên mạng xã hội. Không chỉ được gần bố mẹ mình mà ngay cả đám cưới cũng diễn ra nhanh gọn, chỉ cần vài bước chân là xong thủ tục rất sâu rồi. Đây đích thị là một gợi ý tuyệt vời cho những cô nàng bị say xe đấy nhé. Cư dân mạng còn tưởng là ảnh Photoshop, Bức ảnh chụp ngẫu nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dân tình với hàng ngàn lượt tương tác. Đa số đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước độ lầy lội của nhà trai, nhà gái, với dựng rạp chung lại còn trang trí hai cái giống như nhau. Nhìn đám cưới này thực sự thú vị đó, khỏi phải rất giàu xa. Cô dâu bước vài bước chân là về nhà thăm bố mẹ đẻ được rồi. Đám cưới rát vách mà cứ ngỡ như ảnh rửa cơ đấy. Cưới hàng xóm còn dựng rạp giống nhau, không sợ bà con mừng phong bì nhằm A. À. Hình ảnh hai chiếc cổng đám cưới giống như nhau của cặp đôi trẻ hiện vẫn được chia sẻ trên mạng xã hội với vô vàn những bình luận hài hước. Thậm chí dân tình còn không quên gợi ý cho nhau về phong cách dựng rạp cưới ấn tượng này. Bạn cũng thấy thú vị phải không? Hãy chia sẻ.